ở đường Diệp Minh Châu rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào đường Diệp Minh Châu. Ở đầu đầu đường này nó khá nhỏ, nó chỉ tầm 6 mét thôi. Bây vào trong đây đường mình nhớ được. Đường này đường nối từ Trương Mỹ Ký tới Tân Sơn Nhì. Đường này khá vắng. Đây đang giao với đường Nguyễn Thế Truyện này. Đang đi hướng ra đường Tân Sơn Nhì. Đây chỗ đèn xanh đèn đỏ kia ra đường Tân Sơn Nhì rồi.